cuộc đời giáo chủ Mahavira, hiện thành của tình thương. ngày mai. Tôi không biết có thể đến đây được không, nên tôi tới gặp quý vị đêm nay. Tôi nghĩ nếu tôi luôn nói tiếng Anh thì thuận tiện hơn. Biết tại sao không? Dễ dịch hơn sang nhiều ngôn ngữ khác. Nếu tôi nói tiếng Hoa, thì chúng ta phải cân nhắc xem có đủ người biết tiếng Hoa mà giỏi tiếng Anh hay không, hoặc giỏi tiếng Tây Ban Nha, hoặc giỏi tiếng Đức, giỏi tiếng Nga, giỏi tiếng Âu Lạc Việt Nam, giỏi tiếng Thái, giỏi tiếng vân vân và vân vân. Quý vị nên lắng nghe phía bên phải nhé, hộ pháp, nghe chỉ thị phía bên trái. Cái gì quý vị cần nghe thường xuyên, nhớ nghe bên phải nhé. Nếu không thường xuyên thì đặt nó bên trái. Ở đây chắc cũng chẳng có chỉ thị nào. Vậy hãy chuyển nhanh sang phía bên kia. Nghe phía bên phải tốt hơn nhé. Khi gọi điện thoại nên nghe bằng tay phải, hiểu không? Tôi dặn nhở quý vị quên. Tôi nghĩ cái đó quan trọng, nhưng sửa ban công, sửa cái lưới, vì chó cắn mấy thứ đó. Sữa để giống y như trước kia. Chó của tôi, họ cắn mọi thứ mỗi khi tôi không có đó. Họ chỉ muốn biểu lộ rằng họ luôn chào đón tôi. Khi tôi trở lại, không có cửa. Mở toan, chào đón mà. Họ lớn rồi, hơn 2 tuổi mà vẫn cứ cắn đồ đạc, cắn sách của tôi, dù của tôi điện thoại của tôi, bàn của tôi, ghế của tôi, tài liệu của tôi. Ý nói tài liệu của quý vị. Đôi khi tôi nhìn tài liệu cũ quý vị, tôi không biết chàng đó trông ra sao, hình bị cắn nát. May mắn là Good Love luôn luôn bảo vệ tài liệu của tôi. Nếu chú nhìn thấy anh chó nhỏ đến cắn tài liệu là chú đến nằm lên đó. Không ai có thể đụng vô, họ tôn trọng chú vì vậy họ sẽ không đến đào dưới bụng chú để lấy hình ra mà cắn tôi cho họ cả tấn đồ chơi rồi thậm chí giấy bìa cứng để cho họ nhai không thèm không vui cắn sách thôi để thông minh hơn hay gì đó thông thái hơn đó là điểm chính sách có viết điều gì đó bìa cứng nhàm chán chỉ có màu nâu không có gì không có gì đó còn cái bàn nhìn đẹp hơn là miếng xương bằng gỗ mà tôi đã cho họ bàn nhìn thú vị hơn nhiều nên họ thích chăm sóc mấy thứ đó nếu quý vị có chó sẽ dễ xả bỏ hơn quần áo quý vị sẽ ít hơn trước đây bàn của quý vị không cần sách không cần quý vị đã khai ngộ rồi đọc sách để làm gì chỉ có ngài thanh hải vô thần sư mới cần đọc sách thôi tất cả quý vị không cần tất cả sách đến nhà tôi và quý vị chỉ đến không có gì hết về nhà cũng không có gì hết cuộc đời rất đơn giản mọi điều phức tạp đến với minh sư vậy là tốt nhất chúng ta sống đời đơn giản đúng không gia đúng hôm nay tôi sẽ đọc quý vị nghe truyện mà lần trước Tôi đã hứa với quý vị, trước khi tiếp tục nói không ngần với lịch của tôi, về chó của tôi, về mèo của tôi, về bất cứ điều gì, cái này có lẽ trong nguyên bác hơn. Cái kia trông dày quá, giống như tôi không thấy gì được nữa. Bây giờ chuyện này có tựa đề Hiện thân của tình thương. Vị Minh Sư, giáo chủ Mahavira vào lúc đó là tu sĩ khổ hạnh đã rời khỏi làng xương gọi là Atikram và đi về hướng thị trắng Vetambika. Thứ lỗi cho tiếng Phạn hoặc tiếng Hindi của tôi. Nhưng quý vị hiểu mà, phải không? Dạ hiểu. Lý do tôi để quý vị lên đây là để quý vị có thể giúp tôi với tiếng Phạn hoặc tiếng Hindi đó bây giờ ngài đi đường mòn này đến thị trấn khác đường mòn đến thị trấn này đi qua một khu rừng rậm rạp và hoang vắng khi có mấy người chăn cừu người chăn cừu họ chăm sóc cừu bê bê họ chăm sóc đàn cừu lớn rất lớn có lẽ thả cừu ăn cỏ xung quanh khắp nơi đó vì vậy khi có người chăn cừu thấy đức mahavira bước vào rừng họ la lên rất lớn tiếng. Ồ, oh, nhà sư, nhà sư, nhà sư ơi, chờ một chút. Đường mòn này rất nguy hiểm. Có một con rắn đen với ánh nhìn chết chóc. Trên đường này, tiếng rít và cái nhìn của nó đốt cháy cỏ cây. Quý vị có thấy rắn nào như vậy chưa? Hẳn phải là con rắn rất không ác. Thậm chí chim đang bay và người đang đứng cũng lăn ra chết ồ ờ, nếu quý vị thấy rắn như vậy thì nên chạy chạy cho nhanh dùng xe gôn hoặc xe gì đó có lẽ nhanh hơn con rắn bởi vì rắn cũng có thể rất nhanh nên xin hãy rời khỏi con đường mòn này và đi đường khác mấy người chăn cừu cảnh báo ngài đừng đi vào con đường đó nhưng đức ma nghe tiếng gọi đầy sợ hãi này của mấy người chăn cừu với một nụ cười thanh thản ngài gieo bàn tay như cử chỉ trắng an tôi không biết làm sao cử chỉ đó có thể trắng an nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy làm về là lịch sự đó với quý vị làm về là chia sẻ bất cứ gì ta có và bất cứ gì quý vị có thể nhận hai cử chỉ khác nhau này ta làm cả hai để chắc chắn là quý vị biết để trắng an quý vị bất cứ gì mà quý vị cần được trắng an bây giờ ngài nói ờ, ngài không nói gì cả ngài chỉ dùng tay của ngài để trấn an họ rằng sẽ không sao và rồi ngài đi với những bước chân vững chắc hướng về hang rắn rất gần khắp chung quanh có thể nhìn thấy xương người và xương động vật loại rắn gì mà cũng ăn người nhỉ chẳng phải khổng lồ to lớn và hiểm ác khi quý vị thấy rắn thì đừng có cố gắng tỏ ra từ bi hoặc thân thiện hoặc đến sờ nó và nói ồ oh, cưng là cậu bé ngoan cậu bé ngoan hoặc cô bé ngoan rắn ngoan bất cứ gì và nếu bị rắn cắn xin dùng điện thoại di đi động không phải nói với con rắn mà gọi cho bác sĩ cho lẹ hiểu không hoặc chạy tới xe hơi của mình hoặc bất cứ nơi nào bất cứ gì có thể để được giúp bởi vì rắn độc không thân thiện đâu thậm chí quý vị không biết đâu cho dù một số rắn không độc nhưng nếu da mình bị cắn thủng xin hãy lo liệu rất khó cho da hồi phục từ bất kỳ vết thương nào đặc biệt là khi da thật non như tôi như da của tôi <laughs> Rồi mọi người có thể thấy chỉ có xương động vật và, và xương người và sọ nữa. Không có lấy một chiếc lá xanh. Nhìn xa mấy cũng không thấy. Trời ơi, nơi nào vậy nhỉ? Gần hang rắn là một ngôi miếu đổ nát. Đức Mahavira đứng trong bóng mát của ngôi miếu này và bắt đầu đứng thiền. Khi Ngài đứng, đó nghĩa là Ngài đứng để thiền. Tôi không khuyên quý vị làm vậy. Tôi lo rằng quý vị làm thủng sàn nhà của tôi. Với đầu của quý vị, chứ tôi không lo cho quý vị đâu nếu quý vị muốn đứng thiền. Tôi khuyên quý vị nên đội mẫu bảo hiểm mà người ta dùng khi đi xe gắn máy. Bum, 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 bum. Tôi có thể sửa sàn nhà nhưng đầu thì khó đấy. Tôi đã cố gắng ba mươi mấy năm để sửa đầu của vị tôi thất bại nên tôi không nghĩ có thể sửa được ngay cả sau khi nó va mạnh xuống sàn nhà tôi vì vậy xin vui lòng lo cho sàn nhà của tôi và mũ bảo hiểm của quý vị giá mà tôi có thể sửa được đầu của con người tôi sẽ cảm thấy như đã thành tựu được điều gì đó thôi kệ tôi già rồi Tôi không nghĩ có thể đi đâu tìm được việc làm. Khi người ta nghỉ hưu họ có rất nhiều thời gian, vì vậy tôi cứ đến đọc cho quý vị nghe truyền rưu ngủ. Chứ biết làm gì khác đây? Hy vọng rằng có lẽ vài từ ngữ sẽ lưu lại trong đầu của quý vị. Ồ, oh, Ngài bắt đầu đứng thiền. Ví dụ quý vị ngồi, tôi cũng thấy lo lắng cho quý vị rồi. Đừng nói chi là đứng vào quý vị là quá cao những người nhỏ con như tôi có lẽ ổn khoảng cách ngã không xa lắm nhưng quý vị quá cao như người tây phương chẳng hạn người nam phi hoặc người mỹ hoặc người anh anh là ai người anh quốc và người canada canada nữa họ rất cao họ tự ngã nếu họ tự ngã thì khoảng cách xuống sàn nhà tôi rất xa vì vậy xin hãy ngồi thôi hoặc nằm trên vai của người kế bên hoặc trong lòng của người láng giềng ở phía sau cách đó an toàn hơn thật thích khi nằm trong lòng ai đó và ngáy cho qua thời gian ở đây không ai dám nói gì với ai hết khi sư phụ không có đó nhất là khi không có ai là chủ cả tất cả chúng ta đều là chủ giống như ta nói với một người gần bên nói rằng tất cả chó của tôi đều là chó đầu tiên bởi vì họ nghĩ vậy. Bình thường trong một đàn chó chỉ có một con đầu đàn thôi. Nhưng ngoại trừ Good Love, tất cả các bạn chó khác, tất cả sáu chú chó đều là đầu đàn. Đầu đàn nghĩa là gì? Là chó đứng đầu, chó lãnh đạo. Nhưng tất cả họ đều biết mặc dù họ không tôn trọng vị trí của nhau cho lắm. Bởi vì con nào cũng nghĩ họ là đầu đàn bởi vì tôi cân chiều họ quá. Mỗi con đều nghĩ mình được yêu thương nhất. Nên họ là đầu đàn. Alpha. Alpha nghĩa là chữ A. A là chữ đứng đầu. Ngoại trừ đối với good lớp và đối với tôi, tất cả những chú chó khác. Không ai chịu nghe ai. Đó là bởi vì họ đều là chó đứng đầu. Nhân họ rất tôn trọng good love họ tôn sùng chú họ nằm trên sàn nhà họ quỳ họ quay vòng vòng họ nhảy múa đủ kiểu nghi thức chỉ để chào hỏi chú bất cứ khi nào họ thấy chú còn chú ngược lại không quan tâm gì đến mọi sự ồn ào của họ chỉ gừ 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 thôi để ta yên mấy chú chó này được chú nhận nuôi vì vậy Điều tệ nhất chú có thể làm với họ là gừ, 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 thôi. Chú không phải là chó thường. Chú thật sự, thật sự bảo vệ tôi. Chú không thích hang động của tôi. Chú nói với tôi hang động bị ướt sủng. Chú nói với tôi, nơi đây không an toàn cho ngài, có nghĩa là cho tôi. Anh nói ta không bận tâm thì thôi, con bận tâm làm gì? Nhưng chú bận tâm. Mỗi lần ta mang chú đến hang động của tôi, tôi mang họ đến hang động của tôi tất cả các chú đều vui mừng vẫy đuôi vỡ lại chú thì không chú luôn luôn đi đến cửa giờ đợi đi ra ngoài chú muốn bảo đảm tôi hiểu thông điệp của chú là gì như là đi ra không ở lại đây nhưng tôi thấy hang động chẳng có gì không tốt cả trước đây thì đúng nước chảy khắp nơi nhưng bây giờ bởi vì họ làm sàn gỗ giả cho tôi vì gậy nước chảy bên dưới nên tôi không thấy có nhiều nước tôi không thấy có nhiều nước nhưng chú vẫn lo lắng không biết tại sao anh chàng này lại vô cùng kén chọn như vậy không phải chỉ hang động này trước đó tôi chưa có một nơi nào hết tôi chưa biết về hang động này không thấy hang động và rồi tôi ở tại một khu vực nhỏ có lẽ khoảng 2 mét vuông, đại khá vậy, và chung quanh toàn là kính. Nhắc tôi về chuyện nhé. Bởi vì quý vị biết lịch của tôi, lịch của tôi là đặc biệt. Nó không chỉ có 12 tháng thôi đâu. Tôi nói tới đâu rồi, tôi sống trong một phòng nhỏ. Và khi chó của tôi đến, tôi cũng để cho họ đi vào phòng đó với tôi. Mọi chú chó khác đều thích, ngoài trừ chú, chú không thích. Vì vậy, tôi hỏi chú có vấn đề gì? Phòng sạch sẽ và có mái che, và có tường chung quanh. Và rất nhiều cửa sổ, con có thể thấy. Ta thích nó, ta có thể nhìn thấy bên ngoài, chứ nói không an toàn. Bất cứ ai cũng có thể thấy ngài chú nói như vậy đó chú còn bảo vệ sự riêng tư của tôi nữa tôi nói bây giờ thì ổn rồi thật vậy quý vị biết khi tâm hồn rộng lớn không quan trọng là nơi đó nhỏ ra sao tôi không bận tâm nhưng anh chàng này luôn luôn kén chọn chú không thích tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ trong phòng nhỏ hang động nhỏ hoặc bất cứ cái gì nhỏ hoặc bất cứ gì đó có vẻ không đủ sự riêng tư hoặc là dễ xông vào quý vị không biết chú đâu nhờ có chú chú giúp tôi tại anh quốc nên tôi mới thành người anh ngoài ra không phải chỉ bây giờ chú đến rồi đi đến rồi đi hoài hoài chú là một anh chàng ở anh quốc chú giúp tôi sắp xếp mọi việc và rồi chú chết sớm để chú có thể tái sinh trở lại nhanh chóng bất kỳ nơi đâu có tôi trong hình thể dễ tiếp cận hơn như động vật chó ngẫm và rồi kiếp trước của chú là Lady Quý vị biết cô chó Tên là Lady chứ Cô chó mà luôn luôn Giờ cản lên khi cô ấy Muốn làm chuyện riêng của mình Bây giờ chú cũng làm giống như thế Nhưng chú là chó đực Nên dĩ nhiên chú làm vậy Nhưng đôi khi chú ngồi xuống Như công người để đi tiểu Như phụ nữ làm Vì vậy tôi không biết Cưng là ai, cưng là phụ nữ, cậu bé hay cô bé Chú không bận tâm, chú rất nghiêm nghị, không bao giờ cười. Và khi chú cười thì Trâm thật đáng sợ. Bởi vì răng của chú thật lớn, miệng chú thật rộng và hàm răng sáng loáng. Bởi vì chúng tôi đánh răng cho họ mỗi ngày, tất cả các chú chó. Vì vậy răng chú sáng loáng và khi chú cười, ôi trời ơi, tôi nói tốt hơn là cân đứng cười. Chú hiếm khi cười bởi vì chú nói, Chú không ngừng điều đó được, bởi vì chú là chó cảnh vệ. Chú cần phải nghiêm nghị như vậy. Tôi nói tình cảm chút đi chứ, cho ơi. Thật là quá sức khi nhìn mặt của cưng mỏi ngày và thân thể cứng ngắc và luôn luôn căng thẳng. Ta mệt rồi, làm gì đó đi. Đến liếm ngón chân ta, như mấy bạn chó khác đi. Chú không làm chuyện như vậy. Chú nói, con không làm điều như vậy. Còn tay ta thì sao? Không, không thể biểu lộ quá nhiều tình cảm chú nói vậy chú cần phải tập trung đúng là anh chàng buồn cười may mắn là tôi có sáu chú chó khác mỉm cười với tôi và liếm tay tôi và liếm các thứ liếm mặt tôi chú thật nghiêm nghị luôn trông giống thứ gì đó đáng sợ được rồi tôi sẽ trở lại bây giờ quý vị không bảo tôi không nhắc về chuyện lần này tôi tự nhắc mình rồi ngày bắt đầu thiền giáo chủ ra của chúng ta và rồi chuyện gì đã xảy ra quý vị biết chuyện gì đã xảy ra không không ạ à? không ạ à? thật dễ đoán con rắn trở lại chứ còn ai nữa con rắn đen khổng lồ bò ra khỏi hang rít lên dữ dội đã lâu lắm rồi nó mới thấy con người Đức Mahavira đứng yên, mắt nhắm không sợ hãi. Ồ, oh, con rắn không thích thế, nó chưa hề thấy người nào như vậy. Con rắn rất lấy làm ngạc nhiên. Nó nhìn Đức Mahavira với đôi mắt độc hại. Bình thường, rắn có lưỡi chứa nọc độc, răng nanh và miệng, và nọc độc phun ra từ cổ họng bên trong nhưng tên rắn này nọc của nó còn phung từ đôi mắt nó đây hẳn phải là một loại ma quỷ đặc biệt rắn quỷ dữ à ma quỷ chúng không phải luôn luôn vô hình không phải lúc nào chúng cũng có răng nanh dài như vậy và tóc hoặc mắt đỏ lớn hoặc thân đầy lông những thứ như vậy đôi khi họ dùng hình thể con người và nếu họ có đủ công đức bằng cách nào đó thì họ có thể ở trong hình dáng con người rất lâu quý vị không bao giờ biết được đâu là người thật đâu là quỷ dữ và quý vị cũng không phân biệt được giữa con vật thật và quỷ dữ như con rắn này cho nên tốt hơn là quý vị đừng nhìn vào mắt của con vật và mắt của con người nếu mình không biết chắc hãy nhìn vào mắt thứ ba của mọi chúng sinh. Như thế sẽ ban phúc cho họ và cũng giữ an toàn cho quý vị tránh sự ảnh hưởng của họ. Quý vị không cần phải ghét người nào, chúng sinh nào, thậm chí cả quỷ dữ, nhưng quý vị phải bảo vệ bản thân. Quý vị có thể tha thứ cho con hổ hoặc con rắn vì nó cắn quý vị, nhưng làm ơn đừng có đến và nói ta tha thứ cho ngươi, sờ đầu nó và nói ta tha thứ cho ngươi hoặc mang nó về nhà để cho thấy là quý vị thật sự khoan dung và có từ tâm. Quý vị phải kết hợp tình thương với trí huệ, hiểu không? Dạ yeah, hiểu. Hiểu ha. Thương không có nghĩa là quý vị luôn luôn phải sống với kẻ thù nếu mình có thể tránh điều đó. Thương không có nghĩa là quý vị phải đi sâu vào rừng, vào hang hổ và đi đến đó và nói ta thương ngươi, ta thật sự thương ngươi. Ta đã lặng lội đường xa đến đây để bày tỏ tình thương đối với ngươi. Đừng nha, đừng có ngớ ngẩn. Và loài hổ, họ không giữ nam giới đâu. Họ không biết Ahimsa à, có nghĩa là gì trong tiếng Phạn hoặc tiếng Hindi. Cho nên đừng có trách tôi nói sư phụ dạy chúng ta thương tất cả chúng sinh. Nếu quý vị thử thương con hổ kiểu này, thì xin hãy niệm năm hầm danh món quà trước khi quý vị đi vào hang và hãy sẵn sàng để lên thiên đàng nếu đó là điều quý vị muốn đó là sự tự do lựa chọn của quý vị tôi sẽ không cản quý vị nhưng xin hãy từ biệt cha mẹ của quý vị và mọi người trước đã trước khi quý vị đi tìm con hổ bây giờ như lửa từ một quả cầu lửa đôi mắt độc hại của nó phát ra những làn sóng độc nó rít lên đáng sợ. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến đất ma về ra. Đừng có bắt chước Ngài nhé. Ngài được bảo vệ bởi các thiên đàng và các thiên đế. Vào lúc bấy giờ, mặc dù Ngài không yêu cầu sự trợ giúp của họ, nhưng họ luôn luôn trong chừng Ngài, bởi vì Ngài rất thuần khiết và rất quyết tâm muốn được khai ngộ để giúp các chúng sinh khác. Cũng vậy, khi Đức Phật ngồi một mình, dưới gốc cây bồ đề, Ngài không phải một mình đâu, chúng ta có thể thấy tất cả thiên nhân bao quanh Ngài, nhưng trong vô hình, bởi vì tôi sẽ giải thích tại sao. Chờ chút, tôi để nó ở đây, để tôi không quên. Dài quá. À, kết cỡ hoàn hảo. Bởi vì thường thì đấng đại khai ngộ. Họ chưa khai ngộ nhưng sẽ đạt đại khai ngộ. Hầu hết các ngài sẽ không yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào của bất kỳ chúng sinh, thiên đàng hay trần gian nào. Và ngay cả như có một lần, một trong các hành giả đang tòa thiền, hoặc có lẽ Đức Phật tôi không nhớ là ai, rồi thành Đức Thích xuất hiện trước ngài. Và vị hành giả hỏi ông ấy, ông có chuyện gì mà đến đây ông ấy nói à tôi chỉ đến để chào hỏi tỏ lòng tôn kính ngài nói được rồi tốt bây giờ ông có thể đi thần đó nói không tại sao ông không nên đón tôi tôi là thật mà nhiều chúng sinh rất vui mừng khi thấy tôi ngài nói phải nhưng ông cản trở sự tập trung của tôi và tầm nhìn của tôi vì vậy trong nhiều trường hợp của các đấng khai ngộ rất quan trọng khi các ngài đang thiền mặc dù các ngài vẫn chưa lên đẳng cấp cao hơn. Các thiên nhân rất nhiều sẽ tha phiên nhau đến và chăm sóc. Phòng khi có những vấn đề nào đó rất nghiêm trọng nhưng họ không thể can thiệp vào mà không có sự cho phép của đấng thai ngộ đó dù Ngài đã thành Phật rồi hay chưa thành. Vì thế các thiên nhân ẩn mình họ ẩn mình bên trong gió bên trong ánh mặt trời. Cho nên không ai có thể thấy họ. Hồ Pháp của tôi, những vị bảo vệ của tôi cũng vậy. Tôi có những vị bảo vệ thường lệ. Nhưng cũng có những vị bảo vệ từ IOS Họ không để tôi thấy họ chút nào hết. Bởi vì khi đang bế quan, tôi không nên bị quấy rầy. Bình thường là như thế. Nhưng có một lần không biết sao, Tôi mạo hiểm ra ngoài khu vực được bảo vệ của tôi mà không cho họ biết. Bình thường tôi ở bên trong cổng khoảng cách 9 mét từ, thí dụ như cách tường hang động của tôi 9 mét. Và chung quanh đó họ nói tôi sẽ tạo một cái vòng bảo vệ nhỏ lớn cỡ này, rộng cỡ này và khắp xung quanh chu vi 9 mét. Hôm đó không biết làm sao tôi đi ra ngoài và khi uh, đôi khi tôi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành đi kinh hành bên ngoài hoặc bên trong trước khi tôi quên nhắc tôi nha cái cổng bên trong và rồi bình thường những vị bảo vệ thường lệ khác họ có thể ở lâu hoặc có thể thay phiên nhau nhưng các vị thiên đế ở Oscar họ phải thay phiên nhau và họ đi qua các thông lộ khác họ phải tạo những thông lộ khác để xuống trần họ không đi qua mấy thế giới hỗn loạn của các đẳng cấp thấp hơn như atula hoặc đẳng cấp thứ hai chẳng hạn để họ không phải bị ảnh hưởng bởi loại từ trường thấp này và họ chịu không nổi do đó chúng tôi tạo một đường nhỏ và họ đi xuyên hầm ý tôi nói đường hoặc hầm bất cứ từ ngữ nào mà họ dùng để gọi nó và họ đi xuống qua đường đó và họ trở về qua đường đó cho nên họ không có liên hệ gì với bất kỳ thế giới nào đó là cách an toàn nhất và cứ hai ngày họ phải đổi những việc bảo vệ bởi vì họ không chịu nổi thậm chí với tất cả thiết bị bảo vệ của họ họ vẫn không thể ở lâu hơn hai ngày họ sẽ không thể chịu đựng được bầu không khí và năng lượng thô thiển của địa cầu cứ hai ngày chúng tôi lại phải tạo một thông lộ mới họ vừa đi xuống vừa tạo hoặc họ vừa đi lên vừa tạo cùng lúc đi đến đâu tạo đến đó giống như nếu lặn sâu xuống biển thì phải có bộ đồ lặn và mặt nạ dưỡng khí và bình dưỡng khí và họ cũng cần phải có dây kết nối với con thuyền con tàu hoặc gì đó lỡ như có điều gì xảy ra họ có thể gọi cầu cứu cũng thế, cũng tương tự như vậy. Các vị thiên đế ở Sku phải bảo vệ chính họ bằng những cách khác nhau. Và cũng vậy, giống như thợ lặn. Người lặn sâu xuống đại dương, họ không thể ở lại đó mãi mãi. Dù với tất cả thiết bị của họ. Và ngay cả tàu ngầm, thí dụ vậy. Nếu quý vị ở bên trong tàu ngầm, tàu ngầm thỉnh thoảng vẫn cần phải nổi lên. Tương tự, bởi vì đó là hai thế giới khác nhau. Thế giới của chúng ta rất cao tạp thành ra chúng ta có thân thể này để chúng ta có thể chịu đựng. Không có thân thể này, quý vị không chịu nổi. Không có thân thể này, quý vị sẽ đau khổ rất nhiều. Khi em bé chào đời, từ bụng mẹ vào lúc được sinh ra, các em rất đau đớn, giống như hàng ngàn mũi kim chầm chích khắp người. Và tất cả các góc tự do hoặc các yếu tố môi trường hay bất cứ gì trong không khí cũng sẽ tấn công các em cho tới sau một lúc rồi các em mới quen với điều này và nếu các em bé nào may mắn được nuôi bằng sữa mẹ thì sẽ có nhiều kháng thể hơn để chống lại sự tấn công của các thứ xung quanh chúng ta các yếu tố môi trường hoặc gốc tự do người ta gọi như vậy nếu không các em bé không chịu nổi da em bé quá non và các em mới đến từ vùng được bảo vệ bên trong rồi các em ra ngoài và tiếp xúc với thế giới của chúng ta quá ô nhiễm và rất dễ lây bệnh và đủ thứ khác được sinh ra thật sự cũng là một sự kiện đau đớn trong đời thành ra đức phật mới bao gồm sinh trong bốn loại khổ sinh lão bệnh tử, chúng đều cùng thuộc một thể loại. Tưởng tượng xem, dĩ nhiên bệnh vặt thì không được tính. Như quý vị bị sổ mũi một chút hay gì đó, hoặc ho một chút, thì ngày nay chúng ta có thuốc men. Và tiện thể, ta nói quý vị lần nữa, có một sư tỷ, cô ấy không ăn được, bởi vì bất cứ khi nào ăn cô ấy đều bị đau bụng. Rồi tôi nói, tại sao cô không đi gặp bác sĩ? Cô ấy nói, ồ, đó chỉ là nghiệp. Nghiệp cho tới khi cô ấy ốm còn da bọc xương. Không thể làm vậy, hiểu không? Ma vương tạo ra nghiệp. Nhưng Thượng Đế tạo ra bác sĩ và thuốc men. Làm ơn sử dụng nhé. Tôi đã nói hoài với quý vị từ 30 năm nay rồi rằng phải đi gặp bác sĩ nếu quý vị bị bệnh giống như nếu có vài cây bị héo gần căn nhà vip thì quý vị phải tưới nước cho chúng đừng chỉ ngồi bên cạnh nó rồi thiền và nghĩ lực lượng thiền định của quý vị sẽ làm cây sống lại cây cần những thứ khác cây cần nước và đất và ánh sáng mặt trời đây là cách vận hành trong cảnh giới vật chất này chúng ta sống với thế giới vật chất chúng ta cần phương tiện vật chất để chăm sóc những vấn đề vật chất. Ngồi quanh một cái cây mới trồng, khô héo và chỉ thiền và niệm và hát như vậy là điên khùng. Quý vị cho cây nước, nó chỉ cần cái thế thôi, nó không màng gì về việc thiền định. Lời cầu nguyện của quý vị không gì hết, nó cảm tạ lòng tốt của quý vị. Nhưng nước thì còn được cảm tạ nhiều hơn. Quý vị hiểu không? Dạ yeah, hiểu à, làm ăn suy nghĩ hợp tình hợp lý một chút. Đó đâu phải là trí huệ. Đừng nghĩ quý vị tưới nước cho cây là mình thông thái. Thật nực cười. Đó là lẽ thường tình. Trong thế giới vật chất, chúng ta luôn dùng phương tiện vật chất để chăm sóc những thứ vật chất. Và đôi khi thật, khi thật sự cần thiết, khi cách này thật sự không hiệu quả lắm thì chúng ta có thể cầu nguyện. Tất nhiên rồi, cầu nguyện luôn luôn cần thiết dù quý vị có dùng phương tiện vật chất hay không điều này luôn cần thiết chúng ta cần sự giúp đỡ của thiên đàng nhưng vì chúng ta có trong thân thể vật chất này chúng ta cũng cần phải sử dụng năng lực tâm trí của chính mình não bộ và thân thể vật chất đừng cứ luôn dựa vào thiên đàng thiên đàng không thể giúp quý vị lái xe quý vị ăn thức ăn của mình thiên đàng không ăn dùm cho quý vị Vậy tại sao thiên đàng giúp quý vị những việc khác? Thiên đàng tất nhiên giúp quý vị có lẽ tiêu hóa tốt hơn. Nếu quý vị cầu nguyện và cảm ơn trước khi ăn, điều đó là điều nên làm. Tịnh hóa thức ăn của quý vị, họ có thể làm vậy. Sự giúp đỡ vô hình thì họ ban cho chúng ta. Nhưng nghĩa vụ vật chất, bổn phận vật chất, chúng ta phải hoàn thành, hiểu không? Gia dạ, hiểu. Được rồi trở lại truyền của chúng ta truyền giáo chủ mahavira con rắn dùng cái nhìn độc hại của nó để cố gắng đốt cháy và sát hại giáo chủ mahavira nhưng nó không làm gì được ngài vì vậy có lẽ ngài thật sự thật sự có lớp bảo vệ rất dày bởi hào quang và ánh sáng thuần khiết của ngài và có lẽ cũng bởi phước lành của thiên đàng nữa ờ oh, tôi quên câu chuyện câu chuyện của tôi phải không tôi đi đến cẩm có một lần vài tháng trước tôi đang thuyền bế quan trong hang động của tôi bình thường tôi không mạo hiểm ra khỏi cẩm tôi chỉ đi quanh hang động bất kỳ nơi đâu có khoảng trống Và rồi ngày hôm đó không biết vì sao tôi mang theo điện thoại để lỡ cần liên lạc bình thường lúc bế quan tôi tắt tất cả điện thoại nhưng vì lý do an ninh tôi luôn giữ một cái bởi vì tôi ở một mình luôn luôn một mình cho nên tôi giữ một cái điện thoại và chỉ tản bộ và thấy vài cái đó hoa đẹp bên ngoài cổng lúc đó là mùa xuân vì vậy tôi quên rằng mình đang bế quan và không nên mạo hiểm ra ngoài tôi quên rồi tôi mở khóa và đi bộ ra ngoài tôi chạy nhanh ra ngoài bởi vì thấy hoa tôi thích hoa thích cây thích những thứ nghệ thuật trong thiên nhiên. Và rồi hộ pháp, những vị bảo vệ từ Alaska, họ không phản ứng kịp. Cho nên ta thoáng thấy họ, ta hỏi ai đó? Tôi thoáng thấy họ, tôi hỏi ai đó, nhưng không giống như thấy quý vị có một sự hiện diện mạnh mẽ. Và trong tích tắc, nó trong suốt hầu như không thấy được và hầu như cũng không trong suốt nữa vì vậy tôi cũng giật mình bởi vì họ giật mình họ sợ bởi vì tôi đi ra ngoài quá bất ngờ và họ chưa chuẩn bị tinh thần tôi không thận trọng tôi bước ra ngoài quá nhanh quá vội và rồi họ cố gắng tránh đường cho tôi đi và tôi thoáng thấy họ, không phải như, quý vị cũng không thể nói rằng sự hiện diện này là hữu hình như là một tấm nhựa trong suốt, không giống vậy chút nào. Nhưng tôi biết có sự hiện diện và tôi biết có sự hiện diện ở đó. Mình có thể chỉ thoáng thấy giống như cái gì đó cử động, nhưng không có gì hết. Quý vị không thấy được hình ảnh hay bất cứ gì. Sự hiện diện này còn mỏng hơn là trong suốt nữa. Rồi tôi hỏi ai đó? Bà nói ồ xin lỗi người bảo vệ của ngài ồ ờ, tôi nói ồ tôi cũng xin lỗi nha cả hai chúng tôi đều xin lỗi rối rít một bên đi ra ngoài bất ngờ và bên kia không kịp tránh ra tôi nói được rồi tôi chỉ chụp vài tấm ảnh quý vị vây quanh tôi đi tôi sẽ trở lại ngay thế là ổn tôi chỉ nói với quý vị một ví dụ về những vị bảo vệ họ ờ, không hiện ra trong hình thể vật chất hoặc ngay cả hình thể trong số để quý vị thấy bởi vì họ không được phép quấy rầy sự tập trung của quý vị quý vị không được phép nói chuyện với họ hoặc bất cứ gì càng ít thứ quanh quý vị càng tốt để quý vị không bị phân tâm bởi bất cứ gì và đó là trải nghiệm của tôi và vì thế ta biết mặc dù người ta không nhìn thấy giáo chủ Mahavira được bảo vệ bởi phiên đàn nhưng chắc chắn ngài có con rắn lúc ấy càng kinh ngạc hơn nó tự hỏi cho đến hôm nay bất cứ ai mà ta gặp đều bị tiêu quỷ bởi cái rít nọc độc đầu tiên của ta vậy mà người này vẫn đứng yên hoàn toàn bất động có lẽ nó thầm nhủ chứ không phải đức mahavira hoặc chỉ nói lớn tiếng rắn không nói chuyện tôi đoán vậy có không không có lẽ nó nói trong tâm. Vì vậy, con rắn ngó lên mặt trời rồi một lần nữa lại nhìn chầm chầm vào Đức Mahavira và rít lên với Ngài trong cơn giận mới nhưng vô ích. Tại sao nó nhìn mặt trời? Có ai biết không? Nạp năng lượng ạ. À? Nạp năng lượng hay lắm. Sao quý vị biết hay vậy? Kiếp trước quý vị từng là rắn hả? giỏi tôi cũng nghĩ vậy đó người ta cũng nạp năng lượng từ mặt trời nữa chúng ta gọi họ là người sống bằng mặt trời vì họ ăn từ năng lượng mặt trời họ nhìn chăm chú mặt trời 10 phút vào buổi sáng khi mặt trời mọc và 10 phút vào buổi chiều tối trước khi mặt trời lặn để tự nạp năng lượng đừng làm vậy và đừng trách tôi nếu gì trở thành bầu xương đừng thử quá sức cứ ăn bình thường, chỉ đừng ăn quá nhiều, để quý vị có thể thiền. Đừng để tất cả trí huệ đi vào trong bụng, còn cái đầu thì trống rỗng. Thế rồi con rắn, trường thân của nó ra khỏi chỗ mà nó nghĩ người kia sẽ ngã xuống, rồi, rồi với tất cả sức mạnh, nó cắm răng nanh vào ngón chân của Đức Maha ra và tiêm tất cả độc tố của nó vào. Ôi trời ơi, nó nhìn ngài, nghĩ rằng chắc ngài sẽ ngã. Ngài không hề ngã, nó trường tới tận đó để cắm răng nành vào ngón chân của vị minh sư. Con rắn sau đó lui lại và chờ đợi một lần nữa. Trong vô vọng. Ôi trời ơi, ngài mình đồng da sắc hay sao? Vị này, giáo chủ Mahavira. Nói quý vị rồi, tôi chưa bao giờ thấy sức chịu đựng nào như thế này ngài chắc hẳn được làm bằng sắt đừng có thử nhé đừng thử để xem quý vị được làm bằng gì nhé ta tin chắc quý vị biết rồi con rắn giận dữ càng bật tức thêm vì bị thất bại bèn cắn đứt mahavira hai lần nữa cả ba lần tấn công của nó đều hoài sức không có tác dụng gì đức mahavira đứng yên không hề bị xáo động con rắn thật kinh ngạc thì chỉ thấy sữa chảy ra từ vết thương của Ngài. Thay vì máu ở chỗ nó cắn, trên ngón chân của Đức Mahavira. Giáo chủ Mahavira vẫn đứng bất động, yên lặng. Rồi mặt Ngài phát sáng và môi Ngài nở một nụ cười duyên dáng. Tôi không biết mình có cười nổi trong trường hợp đó không. Ông này là siêu nhân. Khỏi nói chi giáo chủ hay không, đúng là siêu nhân. Như đóa hồng đang nở, nụ cười của Ngài. Đôi mắt của Ngài phản chiếu lòng từ bi nội tại. Con rắn tiếp tục nhìn chăm chú với sự ngạc nhiên. Bối rối vì thất bại. Nó suy nghĩ miên man. Trong lúc đang theo đuổi mục tiêu tâm linh, Đức Mahavira thốt lên với giọng nói trầm lắng và điềm đạm: "Hỡi Chanda Si, mở mắt bên trong của ngươi đi. Chanda Si nghĩa là tên của con rắn. Có lẽ hoặc tên loại rắn. Ta đoán đây là cách người ta gọi loại rắn này. Vào thời xưa, ngài nói với con rắn." Thôi, hãy gọi đơn giản hơn, hỡi rắn. <laughs> Có lẽ Ngài nói như vậy với tất cả tình thương của Ngài và nụ cười duyên dáng. Hãy mở ra mắt nội tại của ngươi, bình tĩnh và nhớ lại kiếp trước của ngươi. Có lẽ đó là tên của con rắn trong tiền kiếp, vì Minh Sư biết tiền kiếp và nhắc nó nhớ lại. Đừng phong nọc độc của sân hận trong đời ngươi. Hãy vượt lên trên nọc độc chết người của sân hận và rồi Đức Mahavira mở ra mắt chứa trang cam lầu của Ngài nghĩa là đôi mắt trang chứa tình thương và hiền hòa vì vậy khi con rắn chạm ánh mắt của Ngài nó cảm giác như thể một làn sóng an bình và tĩnh lặng bao trầm tự tánh của nó đừng có thử nha Đừng có thử xem mắt của quý vị có đủ sức mạnh để làm tan chảy trái tim của con rắn hay không nhé. Bất kỳ hoặc bất kỳ loại động vật không giữ nào, loài vật thật sự hiểu. Họ hiểu hết, nhưng tôi không chắc là lúc đó họ có muốn biểu lộ sự hiểu biết của họ hay không. Khi quý vị chăm chú nhìn họ, tốt nhất khi tới bất kỳ loài thú bất kỳ loài thú hoang nào thì đừng nhìn chằm chằm vào mắt họ đó nghĩa là gây hấn nghĩa là khiêu khích nghĩa là thách thức nghĩa là muốn cho thấy là mình gồ ghề và muốn chiến đấu để xem ai mạnh hơn ai là chủ đừng bao giờ nhé khi thấy một con thú hoang nếu không chạy được thì hãy cúi đầu xuống thật đó niệm năm hồng danh và nói lai cha chúng có trên trời danh cha được thánh và vân vân nếu quý vị cúi đầu xuống con vật có thể cảm thấy ít bị thách thức ít bị đe dọa hơn có lẽ họ sẽ không tấn công quý vị đừng nhìn vào mắt động vật ngoại trừ bàn chó và thú cưng, các bạn thú được thuần hóa của vị. Đó là ngôn ngữ cơ thể. Động vật họ có ngôn ngữ cơ thể, có nhiều cử chỉ khác nhau cho các loài động vật khác nhau. Loài ngựa họ có hiểu ngôn ngữ cơ thể khác, chó họ có hiểu ngôn ngữ cơ thể khác. Mèo, báo, sư tử và hổ vân vân và vân vân. Tất cả đều có ngôn ngữ cơ thể riêng. Quý vị không thể học mãi được nên có lẽ quý vị đã học thành tạo ngôn ngữ cơ thể của loài chó. Rồi nếu quý vị áp dụng ngôn ngữ đó cho hổ tôi không biết có hiệu quả không. Đừng lẫn lộn ngôn ngữ với nhau. Có thể loài hổ không biết một ngoại ngữ khác. Thì quý vị sẽ gặp rắc rối. Chó cũng hiểu ngôn ngữ của loài người, dễ dàng đối với họ. Đa số loài vật họ nhận biết ngôn ngữ qua cách mình nói, Hoặc khi mình nghĩ trong đầu. Như chẳng hạn nếu quý vị nghĩ về một quyển sách, thì trong đầu, trong hào quang, trong bầu từ trường của quý vị sẽ xuất hiện một quyển sách. Rồi chú chó hiểu đó là một quyển sách. Tôi không cần phải nói với chó của tôi, ta sẽ đi lấy xương chai cho con. Tôi mới nghĩ tới thôi, thế là họ biết ngay lập tức. Và chạy theo tôi. Vẫy đuôi, chải nét giải và chờ đợi. Nếu quý vị có từ trường, và tâm ý yêu thương trong đầu khi tình cờ gặp một con thú hoang thì điều này có thể giúp ích nhưng bao nhiêu thì tôi không biết bởi vì tôi không biết quý vị có bao nhiêu phẩm chất tình thương bên trong vào lúc đó có thể họ ngửi thấy sự sợ hãi của quý vị và đó là điều tệ nhất có thể sẽ đến với quý vị khi động vật ngửi thấy nỗi sợ của quý vị đó có nghĩa là quý vị xong đời tiêu tùng vì vậy lúc nào cũng phải nhớ thực hành tình thương và lòng từ bi mỗi ngày trong thân khẩu ý của mình để lúc gặp nguy hiểm quý vị vẫn còn phẩm chất đó rồi điều đó có thể cứu mạng mình ngoài sư phụ của quý vị nhưng nếu quý vị tới số rồi thì cũng đừng lo lắng mỗi ngày quý vị đều luôn luôn cầu nguyện thiền định để có thể lên niết bàn mà phải không hoặc miền đất mới, đúng không? Vậy thì vào lúc đó cứ nhớ đến sư phụ thôi. Hoặc có thể quý vị không thể nhớ đến sư phụ, thì sư phụ phải nhớ đến quý vị. Vậy là tốt nhất. May mắn. Có một chuyện vui tôi không biết là tôi đã kể hay chưa. Bởi vì những chuyện này vô cùng nghiêm túc và đáng sợ. Vì vậy tôi phải cho lịch vui cười, xen vào giữa. Có một chuyện cười một người đi sâu vào một khu rừng già sâu thật sâu khu rừng chưa bao giờ nghe nói đến không một người nào thuộc xã hội thuộc nền văn minh của chúng ta từng đi vào trong đó có một bộ lạc sống với nhau ông đi vào rừng vì mục đích nào đó không biết vì mục đích gì có thể chỉ là hiếu kỳ có thể để kiếm thảo dược có thể bất cứ gì thăm viếng có người thích đi vào nơi rừng hoang dã trong rừng rậm nào đó chỉ để thấy những điều mới lạ bởi vì họ ngán ngẩm với khu rừng thành thị với những tòa nhà cao tầng, xe cộ và con người. Vì vậy, ông đi đến một chân trời xa xăm, hẻo lánh. Một nơi xa tận trong rừng sâu. Bỗng nhiên ông thấy một nhóm người cao lớn, mặt mài tô sơn, vành tay được kéo căng ra, răng nanh dài, trong tay cầm giáo mát và nhảy nhót la hét âm sầm xung quanh ông. Cả đời ông chưa bao giờ tin vào Thượng Đế và cũng không tu tập pháp môn âm gì cũng không. Và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, ông nhớ đến Thượng Đế nên ông nói, Thượng Đế ơi, con xin lỗi Ngài, con chưa bao giờ nhớ tới Ngài. Con đã quá bận rộn, nhưng xin Ngài cứu con nếu Ngài thật sự hiện hữu xin ngài cho biết con phải làm gì thượng đế nói ta hiện hữu được rồi ta sẽ cứu ngươi người đàn ông đang rung cầm cập nói vậy vậy bây giờ con làm gì gì đấy ông nói thượng đế ơi con sẽ chết tại đây sao ngài nói không ngươi chưa tới số đâu quý vị biết chuyện này ha trước đây tôi đã kể rồi vì vậy người này rất vui mừng ồ oh, tuyệt vời con sẽ không chết con chưa tới số vậy con phải làm gì thưa thượng đế thượng đế bèn nói con hãy giặt cây giáo trên tay người đội cái mũ lớn nhất, cố gắng làm chim đang đứng bên cạnh con, ấy giật cây giáo và cầm trên tay. Ông ta làm theo. Ông giật lấy cây giáo và cầm trong tay, rồi hỏi Thượng Đế, giờ thì con làm gì nữa đây thưa Thượng Đế? Thượng Đế nói giờ thì con tới số rồi. Thời điểm tới rồi. Không thể chết sớm hơn dù chỉ một giây thôi, thấy không? Cho nên đừng lo lắng, nếu mình chết thì mình chết. Ngay cả Thượng Đế cũng không giúp được. Ngài có giúp nhân theo cách của Ngài. Có một chuyện khác cũng tương tự, tôi nghĩ quý vị biết mà cũng có thể không biết. Có một người rơi xuống vực thẳm. Đang rơi bỗng dưng, ông vớ được một cành cây. Trước đó, ông cũng chưa bao giờ tin vào Thượng Đế, nhưng trong tình cảnh này, bỗng dưng ông nhớ đến ông lão đáng thương trên đó ông nói thượng đế ơi xin ngài cứu con dù con chưa từng cầu nguyện ngài nhưng nếu ngài hiện hữu thì xin làm cho con tin là ngài có hiện hữu xin hãy cứu con thượng đế nói được rồi dĩ nhiên dĩ nhiên ngươi hãy buông tay ra khỏi cành cây rồi ta sẽ giúp ngươi thế là người đàn ông nói có ai khác không có người nào khác ở đó không ông ta tin thượng đế nhiều như thế đó lúc nào cũng nói ồ tôi tin thượng đế tôi tin thượng đế nói bất cứ gì tôi cũng sẽ làm theo trong tình huống này thì không mới có một khảo nghiệm thôi mà ông đã rớt rồi hãy cẩn thận đấy thường là quý vị bị khảo nghiệm nhưng quý vị không hề biết để quý vị có thể lên cao hơn lên đẳng cấp kế tiếp như vậy lúc nào cũng phải chuẩn bị hãy luôn chuẩn bị tinh thần và thật sự có niềm tin vào thượng đế hoặc tin vào sư phụ của mình hoặc đường đạo hoặc sự tu hành của mình và tất cả những điều thiện lành hãy tin tưởng và thực hành để quý vị luôn luôn sẵn sàng cho dù có chết vào giây phút cuối quý vị biết cuộc đời của mình cũng xứng đáng và không cảm thấy hối tiếc trong tâm quý vị đã sẵn sàng để đi lên cảnh giới cao hơn Dimension hay là Dimension Dạ, yeah, cả hai đều được, cả hai đều được à Tiếng Anh đôi lúc tôi làm tao bó rối Infinite, Infinite Tôi không biết đâu là hiệp sĩ giỏi Đâu là phạt hiệp sĩ Như chuyện anh chàng người Đức đi đến Hawaii Hỏi một người Trông giống như dân bản xứ Hòn đảo này gọi là Hawaii hay Hawaii bởi ừ vì ở nước chúng tôi, người Đức họ phát âm chữ W và chữ V như welcome thay vì welcome. Nên anh ta hỏi, đây là Hawaii hay Hawaii? Người kia nói Hawaii. Người trong giống dân bản xứ nói Hawaii. Rồi anh chàng người Đức nói, ồ, oh, vậy đây là đúng như chúng tôi nghĩ. Cảm ơn anh bởi vì ai cũng nói với tôi là Hawaii. Cảm ơn nhé. Bây giờ tôi biết nó là Hawaii. Cảm ơn anh rất nhiều. Người kia nói, welcome, không có chi biết rồi ha tôi nghĩ đám một truyền cười nhưng nghĩ nó sẽ được đưa lên truyền hình nên tôi không kể rồi khi đôi mắt của con rắn bắt gặp cái nhìn chăm chú của đức Ma-ha-ve-ra, nó cảm thấy như có một làn sóng an bình và tĩnh lặng bao trùm từ tánh của nó cái đó ảnh hưởng bản thể bên trong không phải bên ngoài bên ngoài chỉ là bề mặt bất cứ cái gì ảnh hưởng đến bên trong làm mình cảm động, làm cho mình tin, thì đó đều là thật. Bất cứ cái gì bên ngoài, đôi khi nó có vẻ trông rất đẹp nhưng không phải là tốt. Đôi khi nó có thể trông xấu nhưng thật ra không phải xấu. Bởi vì mắt phàm, gạt chúng ta rất nhiều lần. Tai phàm cũng vậy, cũng làm phiền chúng ta và cũng rất nhiều lần. Chúng ta nghe điều sai, vì thế chúng ta không dùng mắt phàm, chúng ta không dùng tai phàm. Chúng ta không dùng bất kỳ phương tiện phàm tràng nào để thiền. Mọi thứ đến từ bên trong là điều thật, là điều tốt nhất. Và vĩnh cửu bền lâu. Cảm tạ Thượng Đế, chúng ta có rất nhiều thời gian cho lịch của tôi. Vì bây giờ quý vị không đi ăn hoặc làm bất cứ gì, phải không? Dạ không. Có vẻ như nọc độc của nó đang từ từ tan biến. Cả con rắn cũng từ từ mất nọc độc. Con rắn chìm vào trạng thái trầm mặt trầm tư mặt tưởng. Ký ức ngủ yên bắt đầu mở ra và nó đạt được khả năng Satismaranjnan, kiểu như khả năng nhớ được những kiếp trước. Những sự kiện từ hai lần tái sinh gần đây nhất trong quá khứ hiện lên trong ký ức của nó. Con rắn đã nhớ lại hai lần tái sinh hai lần gần nhất. Không phải mọi người hay không phải mọi chúng sinh, dù là các vị thánh hiền, đều nhớ được những kiếp sống xa xưa có người nhớ nhiều hơn có người nhớ ít hơn một số động vật cũng nhớ tiền kiếp của họ chó của tôi họ nhớ ví dụ như cô chó nói tiếng anh cô biết kiếp trước cô là hai mít nhưng cô luôn luôn chạy tránh xa tôi và khi tôi giữ nuôi con cô thì cô đến gõ cửa một ngày nọ cô đi vào và gõ cửa muốn vào nhà trước đó cô chạy đi thật nhanh sau khi chúng tôi đã là bạn là gia đình tôi mới hỏi. Nếu con từng là Hamid thì tại sao con lại trốn ta? Con có nhớ kiếp trước con là Hamid không? Cô đáp, dạ nhớ. Vậy tại sao con cứ chạy trốn ta? Trước đây chúng ta là bạn mà. Cô nói bởi vì ngài cấm con quay trở lại cuộc đời này, đó là lý do. Ta đâu có cấm. Ta nói đừng trở lại nơi đây nữa. Đây là nơi đầy đau khổ. Ta không muốn các con phải chịu đau khổ nữa. Vậy từ nay trở đi đừng chạy trốn ta nữa nhé. Cô đáp, dạ, giờ thì con không muốn trốn nữa. Tất cả họ đều nhớ tiền kiếp của họ, đôi khi họ thay đổi hình dáng vật chất. Vì vậy, mình không thể lúc nào cũng nhận ra chó của mình. Nhưng một bạn chó khác, ví dụ, bạn chó cái, cô rất giống kiếp trước bởi vì cái đuôi xù lông và cong lên. Và bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, Cô cũng nằm ngửa bụng, dơ bốn chân lên trời, giống hệt như kiếp trước. Không phải chó nào cũng làm vậy. Có thể họ dơ một chân lên, để tôi có thể thấy bụng của họ để xoa xoa xoa. Họ thích vậy, nhưng cô thì không. Cô dơ cả bốn chân lên, giống y như kiếp trước. Và nếu tôi gọi cô với cái tên được đặt cho cô trong kiếp trước, thì cô nói, he he, rất vui mừng, vui mừng, vui mừng. Đôi khi tôi gọi họ bằng cái tên trước kia của họ. Chỉ thỉnh thoảng thôi bởi vì, vì tôi không muốn luôn nhớ, nhắc họ nhớ lại cái trước lúc họ phải chịu đau khổ trước khi chết hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng đối với chó, đa số động vật điều đó qua nhanh. Họ không chịu đau khổ lâu. Cái dài một tiếng, hai tiếng đau đớn rồi họ ra đi. Ngày nay chúng ta có thuốc men để giảm bớt sự đau đớn của họ có được vậy cũng nhờ ơn Thượng Đế. Bây giờ con rắn nhận ra rằng nó đã chịu đựng đau đớn cùng cực và bị thoái hóa vì sân hận cực độ và sự ràng buộc nặng nề trong hai lần tái sinh gần nhất. Sức nóng của sự ăn năn làm tan chảy mọi tánh xấu của nó. Nó hối hận vô cùng tới nỗi tất cả tánh xấu của nó nghĩa là sân hận đều tiêu tan. Linh hồn con rắn đạt khai ngộ và tâm trí nó trở nên tĩnh lặng. Nó chạm vào bàn chân thánh thiện của Đại sư Mahavira và quyết tâm rằng hỡi Đức Giáo Chủ giờ đây trong suốt cuộc đời con con sẽ không nhìn bất cứ ai. Nó đã quyết định nó ăn năn việc làm xấu của mình và nói sẽ không bao giờ nhìn bất kỳ ai nữa. Bởi vì nó biết nếu nó nhìn họ thì họ tiêu đời. Họ bị thiêu đốt và chết. Con sẽ không ăn gì hết. Con rắn tiếp tục sám hối và nguyện trước giáo chủ Mahavira rằng sẽ không ăn bất cứ gì. Con cũng sẽ không uống nữa. Con chỉ đặt miệng con vào hang và nằm lặng yên dưới bóng chân ngài con sẽ làm ngay bây giờ vì tất cả tội lỗi mà con đã phạm trong ba lần tái sinh gần nhất và cải thiện tương lai của con tôi đoán là đức mahavira đã trả hết những nghiệp quả mà ngài phải trả trong khi tiếp xúc với mọi chúng sinh trên địa cầu hết kiếp này sang kiếp khác mà Ngài đã tái sinh. Vì vậy, có lẽ lúc đó Ngài có nhiều lực lượng hơn. Cho nên, ngay cả ánh mắt đầy nọc độc của con rắn cũng không ảnh hưởng Ngài. Và vết cắn chứa nọc độc cũng không làm Ngài chết hoặc bị thương. Bây giờ, biết rằng con rắn đã trở nên vô hại đám đông từ làng gần đó bắt đầu kéo đến. Họ tôn thờ thần rắn. Con rắn này là một dạng thần linh. Thần rắn hay có lẽ rắn tinh hoặc rắn thần. Họ tôn thờ thần rắn bằng cách cúng dường sữa và đậu ngọt. Trời ơi, lại là những người bác bình thường khác. Rắn làm sao mà ăn bánh kẹo được chứ? Sô-cô-la, có lẽ. Nhưng nhưng con rắn vẫn nằm yên lúc đầu trong hang trong trạng thái thiền định không hề nhúc nhích bầy kiến bị thu hút bởi đầu ngọt ồ tội nghiệp trời ơi thấy chưa chúng bắt đầu chăm chích con rắn nhưng con rắn chịu đựng sự đau đớn này với tâm bình thản sự ngu ngốc thật sự làm hại thấy đó họ để đồ ngọt xung quanh con rắn cho nên cả đàn kiến kéo đến và tiện thể chúng cũng cắn con rắn bởi vì có lẽ đồ ngọt dính vào thân thể của nó nên kiến cũng cắn khắp mành mảy nó thấy chưa người ta nói đường đến địa ngục được lát bạn thiện ý. Vì vậy, đừng làm người tốt ngốc. Hãy làm người tốt thông minh. Trời ơi, ta phải nói điều này bao lâu nữa đây? Phải có kiến thức thông thường. Thậm chí đâu cần trí huệ. Rắn vốn dĩ đâu bao giờ ăn đồ ngọt. Nhưng người Ấn Độ, họ thích đồ ngọt. Họ làm đồ ngọt còn ngọt hơn đường. Quý vị tin không? Cô biết mà, phải không? Dạ, Và họ gọi là gì nhỉ? Tôi quên rồi. Bafri, Bafri. À, phải. Mấy loại bánh trắng này. Họ trộn sữa đặc, đường và một số thứ chất ngọt khác và trộn tất cả lại với nhau. Tưởng tượng coi, nó còn ngọt hơn kẹo <laughs> ăn một cái thôi là đủ tăng lên hai kg và cũng có như uh... lado phải không dạ, gia là lado nó ngọt sẵn rồi biết không như một viên kẹo nâu sậm và ngập trong nước siro nó đã là một viên ngọt mà còn nhúng trong siro đặc trời ơi tôi không biết tại sao họ thích ngọt nhiều vậy nhưng tôi biết họ là những người rất ngọt ngào, có lẽ đó là lý do. Đừng thử rồi, trách tôi nha. Vì vậy, nếu quý vị để đồ ngọt bất kỳ nơi đâu thì kiến sẽ đến, dĩ nhiên rồi. Cho nên do vô ý, dân làng đã làm hại con rắn. Thay vì giúp sữa và đồ ngọt vung vải, khắp xung quanh nó, dĩ nhiên, đàn kiến bò đến, và cắn khắp nơi trên thân thể nó. Nên bây giờ con rắn thậm chí với mọi sự đau đớn và khổ sở này, con rắn chịu đựng tất cả với tâm bình thản. Nó âm thầm lập lời nguyện cuối. Lời nguyện cuối nghĩa là lời trăn trối mà quý vị lập trước khi chết. Lập bất kỳ lời nguyện nào trước khi chết, họ nghĩ nó rất hiệu quả và rất mạnh. Nên con rắn lập lời nguyện cuối trước khi nó chết. Nghĩa là nhịn ăn để chết. Thời xưa, người Ấn Độ có truyền thống này. Nếu họ cảm thấy họ đã làm xong xuôi mọi việc hoặc đã già và họ muốn chết, thì họ nhịn ăn tới khi qua đời. Ở Alaska trước đây cũng vậy. Người Eskimo tôi không biết họ có lập lời nguyện hay không nhưng khi họ về già và không còn có ích đối với gia đình nữa và trở nên yếu ớt suy nhược thì họ cũng không ăn bất cứ gì họ đi ra ngoài đồng đồng băng giá và ngồi đó cho tới khi họ chết vào thời xưa người eskimo khi nào họ sẽ đi khi răng của họ rụng hết bởi vì không có răng thì họ không còn phương tiện để nha da động vật để làm quần áo hoặc giường hoặc bất kỳ dụng cụ nào mà họ cần sử dụng trong cuộc sống của họ thời đó Alaska không phải là Alaska của ngày nay người Eskimo họ sống trong uh... tôi quên họ gọi cái đó là gì đậm băng nhà tuyết ạ à? Nhà tuyết phải, nhà tuyết. Họ chặt băng đá thành khối. Những khối vuông vức và rồi họ dựng lên với nhau. Tạo thành cái nhà tuyết. Thật ngạc nhiên là mình sống bên trong được. Ấm hơn bên ngoài, sống trong đồng băng. Nhưng nó ấm hơn bên ngoài. Và bên trong họ thậm chí nhóm lửa. Mà nó không làm tan băng. Có một số nơi trên thế giới quý vị không biết đâu. Không biết mình may mắn như thế nào khi sống ở Đài Loan, Phomosa hoặc Trung Quốc, hoặc Âu lại Việt Nam, Đại Hàn. Ngày nay lại càng may mắn hơn. Ngày nay người nghèo nào cũng may mắn hơn vua thời xưa. Nghèo bình thường không quá nghèo như nghèo thường thôi. Thì may mắn hơn, thoải mái hơn vua thời xưa. Bởi vì quý vị có thể đi xe buýt hoặc có xe hơi cũ và năm đời chủ hoặc xe gì đó và có thể có cửa sổ bằng kính. Trước kia, cửa sổ hoàng cung hoặc cửa chính đều được trát bằng loại giấy mờ. Ngày nay, người Nhật vẫn còn làm cửa từ vật liệu đó. Vua không thấy bên ngoài, không thấy gì hết. Và nếu vua phải đi đâu đó, tôi không biết. Tùy vào nơi vua sẽ đi sẽ có lẽ mất nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng trên cổ xe ngựa thứ mà đi kêu cà lọc cà lọc và đau lâm tọa trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng liên tục. Thậm chí lâm tọa cũng vẫn phải đau bởi vì ngồi xe ngựa là như vậy. Cho dù vua có ngựa tốt nhất, vẫn vậy và có nệm dày hơn này nọ nhưng thân thể, xương của ông, lòng thể, lòng tọa và lòng cốt cũng vẫn lắc lư với nhau khi ngựa phi nước đại cho nên ngày nay chúng ta thật sự thật sự thoải mái chúng ta phải cảm ơn tất cả các vị minh sư đã mang phúc lành đến địa cầu cảm ơn tất cả sự hy sinh của các vị minh sư những bậc tu hành quá khứ hiện tại nhờ có các phiên đàn cùng với các thánh nhân và những người thiện lành mới hình thành nên bầu từ trường phước lành cho chúng ta vui hưởng. Thiên đàng có thể ban phước, nhưng con người chúng ta cũng phải làm gì đó. Tùy theo hoàn cảnh, công việc, sứ mạng của mình. Đừng cứ ý lại vào thiên đàng. Chúng ta cũng phải giúp thiên đàng ban phước cho thế giới. Rồi chúng ta cũng sẽ được lợi ích bởi vì chúng ta sống ở đây. Nếu bầu không khí từ trường xung quanh chúng ta tốt, thì chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu. Cho nên để ban phước cho thế giới chúng ta phải làm việc với thiên đàng, bằng phương tiện vật chất của mình, bằng cách thiền định, làm việc thiện, bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và bằng cách cảm ơn Thượng Đế và cầu nguyện điều tốt nhất cho tất cả chúng sinh trên địa cầu này và thiền định. Bây giờ, thân thể của con rắn trở thành hầu như lỗ chỗ. Nhưng nó không phản ứng gì cả. Sau 15 ngày, con rắn chết và tái sinh là một vị thần ở cõi trời Sahara. Cha yeah, ngồi kế bên một vị thánh nhân khai ngộ, còn mượn phước lành của Ngài. Nhưng không phải chỉ thánh nhân. Có thể ban phúc cho quý vị thôi, quý vị cũng phải tốt nữa. Con rắn đã trở nên tốt và tịnh hóa bản thân bằng sự thành tâm sám hối và chịu đựng đau khổ để trả hết mọi nghiệp chướng mà nó đã tạo ra, nghiệp xấu. Nên con rắn tái sinh làm vị thần, tưởng tượng coi. Không cần biết thần gì nhưng vẫn còn tốt hơn là làm rắn. Rồi, hết chuyện. Hẹn lần tới. Có câu hỏi nào không? Theo sư phụ, vũ trụ nguyên thủy là trên đẳng cấp thứ 10. Vậy thiên đàng mới mà sư phụ vừa tạo ra đẳng cấp nào ạ? À? Ồ, oh, đẳng cấp thứ 11. Đẳng cấp thứ 12 là eos Ồ, oh, con hiểu. Cảm ơn sư phụ. Còn câu hỏi nào nữa? Ở đây con chỉ muốn chia sẻ một thể nghiệm phi thường vào một ngày nọ. Kể từ khi con thò tâm ấn hiện tượng kỳ diệu như vậy đã xảy ra ba lần. Ngày hôm đó, cả bầu trời tràn đầy chư Phật Bồ Tát. Họ chiêm ngưỡng sư phụ. Rồi sư phụ hát một cách vui vẻ và tự nhiên bài ta sẽ mãi mãi yêu em. Khi hát bài này, giọng của sư phụ cô nói các ngại không trong. Dạ, dạ đúng, vô hình, giọng hát. Chỉ cô nghe thấy thôi phải không? Dòng cái sư phụ vang khắp toàn thể vũ trụ, toàn thể địa cầu rung động. Âm thanh này làm in tai con. Con hăng hoàng đắm mình trong trải nghiệm đó. Sau khi về nhà, con bế hoàng 7 ngày. Vui hưởng sự kiện hoàng hỷ này. Tôi hiểu. Tuy nhiên, trong bảy ngày bế quan đó còn có điều ngạc nhiên hơn nữa xảy ra khi sư phụ vui vẻ hát chán động lực đó đã phá hủy nhiều đền đài của ma vương. Chúng chỉ tự nhiên tan rã. Con vô cùng mừng rỡ. Sau kỳ bế quan 7 ngày, ôi chào, sư phụ chỉ phát ra một niềm vui thôi mà sức chấn động làm rung chuyển vũ trụ. Một cách mãnh liệt, âm thanh này làm in tai con. Khoảng vài ngày sau khi về nhà, con không nghe được chồng con nói với con điều gì. Con nói em không thể nghe anh nói gì hết. Con bị in tai, tôi hiểu. Sau 7 ngày bế quan, con đi thăm người chị thứ hai của con. Chị con nói với con, ngày đó khi sư phụ hát, tiếng ngài hát đầy lực lượng. Đến nỗi ở những nơi rất cao cũng cảm nhận được sức chấn động. Con hỏi, chị cũng nghe vậy à? Chị ấy nói, chị thấy ánh sáng khi nào nội tại cực sáng. Và cũng nghe giọng hát của sư phụ chấn động vũ trụ. Hai chúng con có cùng một thể nghiệm. Con nói chúng ta thật may mắn và có phước nên mới nghe thấy tần số cực kỳ cao của tiếng hát sư phụ. Con không biết cao tới mức nào, cao vô hạn. Tôi biết, vào ngày thứ hai, hiền thất, đó là ngày lễ cha, sư phụ chơi mandala. Mandolin, dạ, dạ đúng. Khi sư phụ chơi mandolin, khi sư phụ chơi mandolin, tần số chấn động khác so với khi ngài hát. Nó tương tự như những gợn sóng tròn ừ. trên mặt hồ với bảy màu sắc và rồi chín màu sắc một lần nữa vũ trụ chấn động toàn thể bầu trời tràn đầy chư phật bồ tát chư thiên và đồng tử họ chắp tay và cùng nhau ca hát cả hai bên ánh sáng thì nào là tại rơi rắc như mưa hóa ra đó là những bông hoa bằng ánh sáng cả đạo tràng chúng ta thấm đượm bảy loại hương hòa đó. Con không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Tôi hiểu, hôm đó con cảm thấy như mình đang xuất thần. Con không thể điều khiển chân mình. Khi sự kiện đó kết thúc, nhiều đồng tu đi cùng với con thấy rằng chư Phật Bồ Tát không muốn rời đi và tiếp tục gia trì cho chúng con. Hương thơm đó tiếp tục lan tỏa tới chúng con. Chúng con khóc và ôm nhau. Con nói chỉ một lần sư phụ phát ra niềm vui mà đã không thể diễn tả. Thật quá kinh ngạc. Tất cả chư Phật Bồ Tát trong vũ trụ ca ngợi lực lượng của sư phụ. Rồi con về nhà và sau khi bế quan 7 ngày, con bật truyền hình lên để xem bản tin. Ồ, oh, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đang phát sóng An Cha sóng xanh để cứu địa cầu. Có thể sao? Và cũng chiếu cứu loại vật. Cô có thu lại không? Để chúng ta xem. Con có thể tìm trên điện thoại con. Nhưng bây giờ không có mạng Internet. Thôi được. Sau khi đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trình chiếu, con nghĩ hay quá. Cảm ơn Trung Quốc. Bất cứ điều gì sư phụ làm cần phải được kết nối qua một thứ vật chất nào đó. Dĩ nhiên, để nó có thể được hấp thu vô hình và vô hữu hình cũng như nhau. và đúng. Thiên địa hợp nhất. Và yeah, đó là điều sư phụ bên trong nói với con. Cảm ơn chính quyền Trung ương. Dạ. Yeah. Cảm ơn chính quyền của Trung Hoa Đại Lục họ cũng ủng hộ việc bảo vệ động vật bởi vì động vật cũng là chúng sinh thật tuyệt vời nó sẽ có sức ảnh hưởng rất rộng lớn hiểu và dạ đúng hiện trung quốc đang có lực lượng lãnh đạo rất lớn rồi cô nói đi mới vừa rồi con kể đó là lần thứ ba thể nghiệm lần thứ hai là một tháng sau kỳ bế quan của con sư phụ bên trong nói với con hãy đi đến học viện phật giáo ở tây tạng trung quốc có một hội nghị tôn giáo lớn được tổ chức vào ngày 8 tháng 8 năm 2016 với các tham dự viên từ khắp thế giới, bao gồm nữ tu, lạc ma và người tu tài gia. Con không biết tại sao con phải đi đến đó. Con chỉ đi như con được chỉ thị để ủng hộ họ. Hôm đó con có khoảng 400.000 đến 500.000 người ở đó, bao gồm các vị lạc ma và những người khác. Có một năng lực thúc đẩy con đi vào đại lễ đường có nhiều nữ lạc ma đang tổng kinh. Vì vậy, con niệm năm hồng danh và món quà đẳng cấp thứ bảy đó. Đầu óc của con không biết mình nói cái gì, nhưng mình trồng con được kết nối với vũ trụ. Bỗng nhiên, sư phụ xuất hiện trên không trung cùng với rất nhiều chư Phật. Ở chính giữa xuất hiện hóa thành sư phụ rất cao lớn và tôn nghiêm. Và con khóc thúc thích. Ai xuất hiện? Hóa thành sư phụ. Con nghe tiếng nói của sư phụ. Tuy nhiên, con không thể thấy sư phụ bởi vì con nhỏ xíu. Sư phụ rất khổng lồ và cao. Con hô cố hóa sức mạnh trèo lên trên nóng chân của sư phụ. Con nói thưa sư phụ, con không thấy được mặt ngài. Đó không phải là nguyên thủy, nguyên thủy còn cao hơn nữa. Con nói xin ngài, con không thể thấy mặt ngài. Bạn sao? Bỗng nhiên sư phụ nhắc con lên cao hơn để con thấy mặt ngài. Lên đến ngực là có thể thấy rồi. Con thấy mặt sư phụ. Sư phụ trông như hình tượng Đức Phật trong chùa nhưng nét mặt là của sư phụ. Hôm đó, nhiều lạc ma cũng thấy như vậy. Khi chúng con chuẩn bị ra về, họ cũng có thể thấy sao? Dạ, họ cũng thấy. Khi chúng con rời ngọn núi để ra về, thì vị lạc ma chức cao nhất cũng là trưởng học viện. Ông ấy cũng ở trong phòng và ngay trung tâm của tòa nhà năm tầng. Sau khi chúng con rời khỏi, ông ấy đi tìm chúng con. Cố gắng tìm hiểu xem chúng con đến từ đâu. Tìm ai? Tìm quý vị à? Tìm một trong số chúng con, bao gồm năm đồng tu mà sư phụ có thể biết. À, anh dẫn chúng con đến đó sau khi chúng con đã đi khỏi. Họ mới... Sau khi chúng con vui hưởng tất cả điều đó, họ đi tìm chúng con. Những người đó là ai? Làm sao ông ấy biết rằng đó là nhà quý vị? Bởi vì chúng con niệm năm hồng danh và món quà đang cấp thứ bảy. Và rồi, hiện tượng này xuất hiện. Làm sao họ biết quý vị niệm? Thiên nhãn của họ mở. À, hiểu. Khi chúng con niệm ánh sáng thiên là tại xuất hiện, một số họ có thần thông, dĩ nhiên, ta quên mất. Dạ. Vì trưởng học viện có thiên nhãn, vì vậy ông ấy phái người đến để tìm chúng con. Đó là sự kiện kỳ diệu thứ hai. Hay quá. Wow. Sự kiện chấn động thứ nhất là ngay sau khi con thọ tâm ấn, sư phụ bảo con hãy bế quan. Con nhịn ăn và không nói hơn hai năm. Rồi con không muốn xuất định. Sư phụ nói, cô không thể cứ bế quan ngồi thiền. Loại Phật này vô dụng, cho dù cô có thành Phật, mau đi ra ngoài làm việc. Con nói, con không cần làm việc. Được, vậy thì không làm gì hết. Con không còn lựa chọn nào bởi vì con đã sạch túi. Rồi con hỏi con nên đi đâu? Sư phụ nói đi đại hàng. Đạo tràng vĩnh động. Con hỏi con sẽ làm gì ở đó? cô Bế Hoàng ở đó khoảng một tháng và chăm sóc chu đáo cho những người ở đó. Con nói con là một người tại gia. Làm sao con có thể chăm sóc cho những vị xuất gia? Con không thể nghĩ ra điều đó vượt ngoài trí tưởng tượng của con. Hôm đó khi con thiền sư phụ xuất hiện, Ngài vô cùng cao lớn và khổng lồ. Lại đến. Dạ, lại đến. Đó là thể nghiệm lần đầu tiên. Con nhìn thấy sư phụ rất tôn nghiêm. Ngài đi chân trần, không mang dài một vị Phật tôn nghiêm rất lộng lẫy và rất sáng. Con nhìn chân ngài thấy chảy máu và mũ. Chảy máu, mũ, chảy máu mũ, chảy máu mũ từ chân. Chảy máu, dạ, chảy máu và điều đó làm tim con đau nhói sau khi con làm sạch hoàn toàn. Chân của ngài thì sư phụ nói, cô đã qua khảo nghiệm, bây giờ cô có thể đi chăm sóc những người đó, thế là con đi đến đại hàng. Khi con đến con không đi làm việc, con đi thiền mỹ quan. Hầu hết đồng tu xuất gia và thần trú đã đi khỏi nơi đó hoặc là sắp đi con chuẩn bị bữa sáng cho họ rất sớm vào buổi sáng con thiền vào ban ngày và làm việc trong vườn rau vào buổi chiều con phục vụ buổi sáng và bữa tối cho họ con nấu ăn và chúng con thiền với nhau con nói sẽ có chuyện tốt nhất định sẽ đến cho quý vị con không thể nói nhiều hơn con chỉ có thể nói xin hãy trở lại và thiền cùng với tôi đó là thiên ý con có thể nói với nhiều thôi sau một tháng một vị thánh nhân mà bây giờ đã qua đời Lúc đó sư phụ thông báo vị ấy là người đầu tiên đạt đến cảnh giới thứ năm. Bây giờ vị ấy đã qua đời rồi. Vị ấy đến đạo tràng và rồi sư phụ thông báo về các vị bác thoái Bồ Tát. Các đồng tu xuất gia vô cùng mừng rỡ chúng con ôm nhau khóc. Ờ, sư tỷ thân mến, cô đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực giữ chúng tôi ở đây và rồi sư phụ thông báo rằng chúng tôi là các vị bác thoái Bồ Tát. Hóa thân sư phụ mà con thấy lúc đó là một trong ba thể nghiệm phi thường bên trong của con. Con không bao giờ có thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Tôi hiểu. Những thể nghiệm đó, tôi hiểu. Con từ hỏi sao con có phước quá. Bởi vì cô thiền tinh tấn. Con xin cảm ơn sư phụ một lần nữa. Tôi cũng cảm ơn cô vì lòng thành tâm như vậy. Con vô cùng biết ơn. Điều đó cần sự tinh tấn và chân thành rất lớn. Tôi cũng biết ơn cô. Cảm ơn sư phụ. Con sẽ thật tinh tấn, hãy thường xuyên đến và đi các quốc gia khác nữa nếu cô có cơ hội được chứ. Dạ được. Cô có tiền không? Dạ vâng, con có tiền. Ý ta nói lỡ như cô không có đủ tiền để đi nơi nào đó, tôi có thể trả cho cô, được chứ? Dạ không, xin dùng tiền của ngài vào những chỗ khác, con có tiền. Vậy được, tốt lắm. Có tình gì ngạc nhiên nữa không? Dạ, có một chuyện khác trong kỳ thiền thất vào dịp giáng sinh vừa rồi có một nhà sư mặc tăng phục màu vàng ngồi gần sư phụ sư phụ có nhớ không ạ à? nhớ đó là em trai của con em trai của cô ạ à? vâng, em trai của con là em ruột hay là em nuôi dạ em trai ruột ạ à. em ấy là người con thứ sáu trong gia đình con con là thứ ba thứ ba rồi người con thứ ba tôi hiểu rồi Lần trước, sư phụ nói cậu ấy đi thuyết giảng giáo lý và thuyết phục tín đồ của cậu ăn thương trai. Cậu ấy đồng ý. Và tới giờ, cậu đã thực hiện tốt đẹp. Những người tin vào cậu đã chuyển sang thương trai. Sau đó, họ còn nhịn ăn với cậu ấy nữa. Cậu ấy nói trong tương lai, cậu sẽ dẫn tất cả họ đến đây vào tâm ấn. Ồ, oh, tôi nhớ rồi. Cậu ấy nói cảm ơn sư phụ rất nhiều đã dạy dỗ bên trong cậu ấy rất nhiều. À, tôi biết. Cậu ấy nhờ con chuyển lời cảm ơn vô vàng đến sư phụ. Một sư cụ rất tốt. Dạ, có vậy thôi. Cảm ơn sư phụ. Sư cụ thứ sáu. À, vị ấy ngồi rất thẳng, không cử động, không tệ. Cậu ấy thiền với mặt trời. 12 tiếng vào ban ngày. Và thiền quán âm thanh vào ban đêm. câu hỏi cậu ấy, em có ngủ không? Cậu nói, có cần thiết phải ngủ không? Cậu ấy hỏi ngược lại con như vậy và con không thể nói gì thêm. Cậu ấy tu hành rất tinh tấn câu nói nếu không thiền chăm chỉ em cảm thấy có lỗi với sư phụ bởi vì em đã tỏ tâm ấn em phải thiền chăm chỉ để chia sẻ bớt nghiệp của vũ trụ mấy cụ này rất tốt con thấy xấu hổ thưa sư phụ rằng con đã không chăm chỉ rồi cụ cả và câu thứ hai đâu mấy cụ giữa đâu họ muốn đến nhưng họ không được khỏe hiểu vì vậy họ không đến được hiểu rồi lần sau họ sẽ đến khi có cơ hội hãy bình phục nhanh và rồi lần sau đến. Dạ, cảm ơn sư phụ, tôi rất vui được gặp cô. Cảm ơn sư phụ và mấy anh chị em cũ của cô. Lần tới hãy mang sư cụ đó đến đây cùng cô nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Vì đó tu hành giỏi lắm, cả gia đình quý vị đều giỏi. Tôi cảm ơn quý vị, thật lòng cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Đệ tử như vậy làm tôi cảm thấy xứng đáng bỏ thời gian ra dạy. Dạ, cảm ơn sư phụ. à cảm ơn quý vị thật sự cảm ơn rất nhiều thật lòng cụ trẻ đó đến đây sao khóc vậy cô phải chăm sóc cho mấy cụ lớn hơn của cô nhé cụ thứ ba không có chi hãy bảo trọng Quý vị không nên tự tin quá mất mà hãy luôn cầu nguyện nhé. Còn gì khác tuyệt vời nữa không? Chà, nước chanh, tốt lắm. Cô nói đi, con có tin vui. Con có hai đứa con ở Đại Lục. Một cháu học trung học và cháu kia học tiểu học theo sự yêu cầu của bộ giáo dục trường học của hai cháu tổ chức hội họp động viên tất cả học trò và khích lệ các em áp dụng dinh dưỡng thần trai trường còn cho học sinh biết thần trai quan trọng thế nào đối với môi sinh cả hai cháu về nhà nói với con mẹ ơi cả hai cháu đều đã thọ tâm ấn. trường chúng con chính thức công khai nói về quan niệm thần trai này hay quá một vài bạn học của hai cháu không hưởng ứng điều này cho lắm và hai cháu cũng đã giúp bảo các bạn rằng ăn chay thật sự quan trọng cho môi trường Bộ Giáo dục đã đưa ra chỉ thị này. Mỗi trường sẽ nhấn mạnh ăn chay cho các học sinh nghe. Ồ, oh, rất lành mạnh cho các em. Ít bệnh đau hơn và quốc gia sẽ không phải tiêu quá nhiều tiền về chi phí y tế. Họ nhấn mạnh rằng thuần chay rất quan trọng cho địa cầu. Họ bảo các em như vậy. Ồ, oh, tuyệt. Nếu có dịp, xin cảm tạ chính phủ giùm tôi nhé. Dạ yeah, được. Tôi rất biết ơn chính phủ Đại Lục. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không những cứu địa cầu mà các em sẽ còn được mạnh khỏe nữa. Vì nếu trẻ em hay người dân khỏe mạnh, quốc gia sẽ tiết kiệm được hàng tỷ mỹ kim. Vì với bất kỳ quốc gia nào, bệnh tật và bảo hiểm y tế tốn rất nhiều tiền bạc. Tất cả đều vì ăn thịt. Ăn cá, uống rượu, hút thuốc và dùng chất gây nghiện. Nó gây ra tổn thất lớn cho ngành khố quốc gia. Tiền đó có thể tiết kiệm để giúp người nghèo và để giúp các quốc gia khác. Loài vật và công dân của các quốc gia khác. Vì vậy, tôi rất biết ơn chính phủ của quý vị Tôi rất vui mừng. Cảm ơn Ngài. Hôm nay khi về nhà tôi sẽ cầu nguyện cho họ. Cảm ơn Sư Phụ. Đài Loan Phong Sa không lớn lắm, nhưng lại có nhiều người ăn chay thuần chay nhờ có giáo lý của Phật giáo, Đạo giáo, Nhớ Quán Đạo và một số nhánh thiền chú giáo vài tâm phái của thiên chúa giáo cũng ăn chay thuần trai tôi cảm ơn họ họ rất tốt tôi không biết rằng chính phủ đại lộc quá tốt như vậy ngay cả truyền hình trung ương cũng phát sóng ăn chay sống xanh để cứu địa cầu dạ họ phát sóng thường xuyên thật à? thường xuyên Thường xuyên, à, thường xuyên hả? Dạ, thường xuyên. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho họ. Tôi sẽ chia sẻ một số công đức của tôi cho họ, cho chính phủ của quý vị và truyền hành trung ương. Cô muốn nói gì? Trong các trạm tàu điện ngầm có đoạn quảng cáo của các doanh nhân khuyến khích mọi người sống thần trai. Cả doanh nhân nữa hả? Dạ. Họ ra ngoài nói chuyện. Dạ cứu lại vật còn có những quảng cáo phản đối dùng lông thú phản đối lông thú hay quá dạ nhiều doanh nhân, nhân làm điều đó các doanh nhân, nhân cũng đứng lên vì thú vật dạ tốt quá có những quảng cáo như vậy ở ga xe lửa và trạm tàu điện ngầm thời điểm có quốc gia quý vị đã đến mọi việc gần đây thay đổi rất nhanh giờ đã mọi người đang vỗ tay tao không nghe cô nói vội vã làm gì giờ nói đi con quá phấn khích sau khi sư phụ kết thúc kỳ bế quan Rõ ràng đã có nhiều quảng cáo hơn và có những nhóm bảo vệ động vật họ chặn những xe tải chở đầy chó ở quảng đầm người ta ăn rất nhiều thịt chó giờ không còn nữa chứ và họ chặn tất cả xe tải lại rồi cảnh sát cũng đến để giải cứu các bạn chó oh. họ mang các bạn chó đến nơi nào đó rồi mọi người có thể đóng góp tiền hoặc nhận nuôi các bạn chó nếu họ có thể trong khả năng của họ dạ yeah họ mang các bạn chó đến các trại trú ẩn để giữ chó một thời gian và rồi chính phủ ủng hộ chuyện này hả dạ cảnh sát cảnh sát nghĩa là chính phủ dạ chính phủ ừ, cảm ơn quý vị và tiền đóng góp được dùng để mua thức ăn cho chó tạm thời và họ quảng cáo trên mạng internet vì vậy bất cứ ai muốn nhận nuôi những bạn chó mà họ thấy họ có thể nhận nuôi bất cứ lúc nào bây giờ họ làm rất tốt ồ ờ, tôi không biết chuyện này dạ dĩ nhiên tôi có thể tưởng tượng nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên tất cả đều nhà ân điển có sư phụ rất rõ ràng cảm tạ Thần đế gần đây quá rõ ràng cảm ơn quý vị ở nhiều nơi nhiều lần cảm tạ thiên đàng con đã thấy trên mạng internet mấy hôm nay một lần ở Tân Cương và ba lần ở Quảng Đông họ chặn xe tải lại xe tải lớn có ba tầng chứa đầy chó ba tầng chứa đầy chó trong lòng Tất cả đều được giải cứu. 25 thành viên của nhóm bảo vệ động vật và 16 cảnh sát. Họ chặn xe tải lại và giải cứu chó. Tốt lắm. Cảm ơn Đại Lục. Chúng con rất cảm động. Tuyệt vời. Bây giờ dinh dưỡng thuần trai cũng được xem trọng ở Trung Quốc. Tôi sẽ tiếp tục thiền bất cứ khi nào bế quan được. Và tôi sẽ làm bất kể bao nhiêu ngày. Và chủ tịch tập cũng nói rằng chúng ta phải có đức tin đa số dân trung quốc tin vào phật giáo đã là như vậy từ hàng ngàn năm nay cho nên chính phủ ủng hộ đức tin tiêu chuẩn đạo đức và ý thức bảo vệ môi trường bây giờ trung quốc đang tiến hành và phân loại rác việc này bây giờ đã chính thức chúng còn phải phân loại tất cả rác chúng còn đã từng vứt các thứ chung với nhau mà không có phân loại bây giờ rác phải được phân loại bằng không sẽ bị phạt những người thích tiền không còn cách nào đành phải phân loại rác. Bây giờ mọi thứ rất tốt đẹp, tuyệt vời. Trong cô mỗi lúc một khỏe đẹp hơn. Cảm ơn sư phụ. Rất trang nghiêm. Con đỡ hơn lần trước một chút. Lần trước khi đến đây, con có nhiều nghiệp chướng hơn. Con có mang thuốc theo. Trước khi rời khỏi nhà, con đã có linh tính. Con đã dùng hết thuốc của mình. Ở đây không tiện mua thuốc vì vậy con cầu nguyện thượng đế xong con lại uống thuốc nữa rồi thì ổn cả vậy không sao hả sau đó con có thể nghiệm bên trong rất tuyệt vời không sao hả dạ con rất biết ơn thuốc men vật chất phải đi cùng với lời cầu nguyện thượng đế con đã thật sự trải nghiệm những gì sư phụ vừa nói phải chúng ta không thể xem thường khoa học vật chất đúng vậy đúng vậy các bác sĩ tại ấn độ tôi cũng thỉnh thoảng gặp các bác sĩ ngưỡng Độ, một số họ có tín ngưỡng. Tất cả đều có một bản hiệu trong phòng khám của mình viết rằng Con kê thuốc nhưng ngài chữa lành. I prescribe, but you heal. Họ nói rằng chính Thượng Đế chữa bệnh và họ chỉ là người kê thuốc mà thôi. Họ kê thuốc, nhưng Thượng Đế sẽ giúp chữa trị bệnh tật. Con hiểu, Thượng Đế thông qua bác sĩ như công cụ để chữa bệnh tật, bệnh nhân vẫn cần phải uống thuốc. Vâng, chúng ta vẫn cần thuốc men, tuy nhiên cũng có lực gia trì từ thiên đàng nữa. Thiên địa phải cùng làm việc. Vâng, thì kết quả sẽ tốt hơn. Chỉ dựa vào thiên đàng thì không đủ. Tất nhiên, lúc khẩn cấp và không có cách nào khác, khi quý vị không có thời gian và các phương tiện vật chất, thiên đàng sẽ ráng giúp đỡ. Lúc khẩn cấp đôi khi sư phụ bên trong từ điều khiển. Điện thoại di động của con. Điều này xảy ra vào ngày sinh nhật của sư phụ năm nay. Sinh nhật sư phụ Phật Thích Ca Mâu Ni Đảng sinh và ngày lễ mẹ đều rơi vào cùng một ngày. Hôm trước đó, con đang thiền với mặt trời. Sau khi cộng tu, con nói, ngày mai là ngày rất quan trọng. Tất cả quý vị đều phải đến nha. Họ không nhận ra điều đó và nói, chúng tôi không đến. Con nói, sao lại không đến? Quý vị không biết ngày mai là ngày gì à? Đó là ý nghĩ của con. Rồi con thôi tại đó, không nói gì nữa. Để tùy khả năng nhận biết của họ. Sáng hôm sau như bình thường, nếu con bắt đầu thiền lúc 9 giờ tối, cửa thiền sẽ kết thúc lúc 6 giờ 30 sáng ngày hôm sau. Nhưng lúc 5 giờ sáng, một giọng nói đột nhiên phát ra từ điện thoại di động kể về chuyện Naropa tìm kiếm minh sư Lidopa. Đó là câu chuyện về Naropa hiến dân thân xác ngài như một đó hoa mạng đà la cho thầy của mình. Đó là sư phụ đang giảng pháp. Âm thanh từ điện thoại di động phát ra quá lớn tới nỗi toàn căn nhà rung lên. Chồng con cũng là đồng tu nói sao rồi em hôm mà em bạc bài giảng của sư phụ lớn quá vậy. Em đánh thức hàng xóm rồi đó. Con nói đâu phải điện thoại của em, chắc là điện thoại của anh rồi chồng con nói điện thoại của em con với tìm điện thoại của mình không biết là nó đang nói con tìm kiếm mãi mới thấy nó đang mở một ứng dụng âm nhạc ở chế độ tự động chọn bài rồi con mới chợt nhớ ra rằng con chưa mua đồ gia trì vào ngày hôm trước con vội vàng đến siêu thị nhưng lúc đó họ đã đóng cửa có một cửa hàng bán trái cây tươi cho nên con đã mua những loại trái cây tươi khác nhau sư tỷ đi cùng với con chị ấy nói muốn trả tiền con nghĩ vậy hãy cho chị ấy cơ hội con biết có lần sư phụ nói nếu chúng con muốn cúng giường hoa Do ngài, thì ngài sẽ không thích. Bởi vì hoa tươi cũng là một loại chúng sinh. Con nghĩ như vậy trong đầu. Thì dùng hoa trồng trong chậu. Lúc đó không ai bán hoa trồng chậu cả. Ờ, không có bán tất cả. Đều là hoa cắt sẵn. Hiểu rồi. Bởi vì khi đó là 5 giờ sáng. Hiểu rồi. Con đi đến đó. Và vị sư tỷ muốn mua hoa và trái cây. Sư phụ bên trong nói với con. Cô hãy đi mua hoa đi. Cô ấy đã mua trái cây rồi. Cô hãy đi mua hoa. Sư phụ bên trong muốn con mua hoa con mua hoa và quay trở lại con bảo một sư tỷ người mà hôm trước nói sẽ không đến chị có mua chút gì đi ha rồi sư tỷ nhớ quyết rằng chị ấy còn muốn mua một chút con nghĩ rằng hai bó hoa sẽ không đủ hai giỏ hoa lớn và rồi con lo lắng rồi mọi người gọi báo họ sẽ không đến hay đến trong lúc bối rối con đã quên cúng giường một ít nước suối rồi sư phụ bên trong nói này cô đã làm sai rồi hãy đi lấy nước để cúng giường Cô đã thắp nến và nhang, nhưng không có nước. Con lập tức chạy xuống lầu để lấy nước. Rồi ngày đó, chư Phật Bồ Tát lại đến gia trì chúng con và chúng con tổ chức lễ long trọng để kỷ niệm sinh nhật của sư phụ và cũng là đảng sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni và ngày lễ mẹ. Con cảm ơn sư phụ nhắc nhở con. Tôi không nhớ điều này. Nếu không, con đã quên ngày đó. Những điều kỳ diệu như vậy thường hay xảy ra. Có gì đâu. Con giống như là người máy ốc của con không hoạt động. Con chỉ làm những gì Thượng Đế bên trong muốn con làm. Tốt, đó là ốc của con trống rỗng và ngốc nghếch. Con nên như vậy, người ta nói rằng con ngốc. Cảm ơn. Cảm ơn về câu chuyện của cô. Ở đây chỉ có hai cụ, còn ai nữa không? Cụ trẻ cũng muốn chia sẻ điều gì ha. Con cũng có tin vui từ Đại Hàn. Nó sẽ ra vào tuần này, trước khi con đến đây. Đại hàng có truyền thống ăn thịt chó vào ngày Tam Phục. Tam Phục à? Sơ Phục, Trung Phục và Mạc Phục. Khoảng thời gian 20 ngày ở giữa là lúc nóng nhất trong năm. Có nghĩa là thời gian nóng nhất mùa hè người ta sẽ ăn thịt chó để bồi bổ cơ thể. Đây là một truyền thống. Đồng tu chúng con đi đến Diego. Đó là chợ bán thịt chó cuối cùng còn lại. Đồng tu chúng con tập hợp tại đó để phản đối nên chợ bán thịt chó cuối cùng này cũng đóng cửa. Bây giờ đại hàng không còn chợ bán thịt chó nữa. Ồ, oh, thật tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Nữa ha báo cáo nữa ha. Cảm ơn cụ trẻ. Cảm ơn sư phụ cụ thứ năm. Ta thắc mắc sao cô ấy là hổ. Ta nghĩ đó là con giáp của cô ấy. Nghĩ rằng cô ấy sinh ra vào năm dần. Ta nói chuyện như vậy mà cũng nói với tôi làm gì? Rồi.